ngày 4 tháng 11 năm 2010, tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Một chiếc A380 cỡ lớn đang chuẩn bị hoàn tất những công đoạn cuối cùng để thực hiện một chuyến bay dài của mình. Chuyến bay mang số hiệu QF32 có hành trình từ Singapore đến Sydney, Australia. Độ dài đường bay là 6.500 km. Thời gian bay dự kiến là 7 giờ và 40 phút bay. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Richard Champion. Ông có kinh nghiệm 15.000 giờ bay, với 8.500 giờ trong số đó là trên A380, gia nhập không quân Australia từ năm 14 tuổi. Sau đó, ông làm phi công cầm lái các dòng máy bay như A330, A380 và B747. Cơ phó thứ nhất là ông Matthew Hicks, 32 tuổi. Ông có kinh nghiệm 11.000 giờ bay, với 7.500 giờ trong số đó là trên A380. Cơ phó thứ hai là Mark Johnson, 35 tuổi. Ông có kinh nghiệm 8.000 giờ bay. Trong buồng lái còn có người đánh giá chuyên môn của phi hành đoàn là ông David Evans. Ông có kinh nghiệm hơn 35 năm trong ngành hàng không, với 20.000 giờ bay thương mại. Có tất cả 469 người trên máy bay hôm nay, bao gồm 440 hành khách và 29 thành viên phi hành đoàn. Máy bay Airbus A380, mang số đăng bạ VHOQA, là chiếc A380 đầu tiên của Qantas. Có chuyến bay đầu tiên vào năm 2008, máy bay được trang bị 4 động cơ Rolls-Royce Gen 900 với lực đẩy 36 tấn mỗi chiếc. Máy bay lúc này vẫn đang bám sát lộ trình và leo lên độ cao 40.000 feet. Nó chuẩn bị đi vào không phận của Indonesia. Khi đang bay qua độ cao 7.000 feet, đột nhiên máy bay phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ phát ra ở động cơ số 2 và nó bắt đầu bốc cháy. Phi hành đoàn tiến hành giảm vận tốc và dập lửa cho động cơ. Hệ thống tự động lái cũng bị ngắt kết nối ngay sau đó. Bây giờ các phi công sẽ phải điều khiển cỗ máy khổng lồ này một cách thủ công. Cabin phút chốc trở nên hoảng loạn. Một số hành khách bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và yêu cầu được gặp phi công để hỏi về chuyện gì đang xảy ra. A380 là dòng máy bay hiện đại bậc nhất, với hệ thống máy tính vô cùng thông minh. Nó có thể giúp phi công dập lửa khi cháy động cơ và giữ cho máy bay cân bằng khi mất một hay thậm chí cả hai động cơ. Vài giây sau, hệ thống ECAM bắt đầu gửi một loạt cảnh báo đến máy bay với hơn 50 lỗi hệ thống. Các lỗi bao gồm lỗi từ hệ thống nhiên liệu, hệ thống chữa cháy và lỗi cảm biến. Có lẽ máy tính đang mất dần quyền kiểm soát máy bay. Người đánh giá năng lực bay với 35 năm kinh nghiệm, David Evans nhanh chóng thấy chỗ cơ phó để hỗ trợ cho cơ trưởng. Do kích thước khổng lồ và sải cánh quá rộng, nên khi gặp phải sự cố, A380 rất dễ mất thăng bằng, gây nguy hiểm cho 469 sinh mạng trên chuyến bay. Cơ trưởng có ý định xả nhiên liệu nhưng đã bị David Evans ngăn cản. Đồng thời, ông cũng yêu cầu cho máy bay quay về Changi ở đường băng 20C. Quyết định ngăn cản cơ trưởng xả nhiên liệu là hoàn toàn chính xác, vì hệ thống dập lửa đang gặp sự cố. Bây giờ phi hành đoàn cần tìm cách hạ cánh nhanh nhất có thể trước khi mọi chuyện quá muộn.
vì đây là một chuyến bay dài nên lượng nhiên liệu còn lại là rất lớn, với hơn 150 tấn. Họ cần tiêu hao đi 50 tấn nhiên liệu để hạ cánh an toàn. Họ quyết định cho máy bay bay vòng để tiêu hao bớt nhiên liệu. David Evan yêu cầu giữ cho công suất của động cơ số 1 và số 4 ở mức 80% và chỉ dùng động cơ số 3 để tăng hay giảm tốc độ. Do apologize, I'm sure you're aware we have a technical issue with our number 2 engine. We have dealt with the situation at the moment. The aircraft is secure at this stage. We're going to have to hold for some time whilst we do lighten our load by dumping some fuel and a number of checklists we have to perform. Ngọn lửa lúc này đang bốc cháy dữ dội, nhưng chỉ mới tiêu hao khoảng 35 tấn nhiên liệu thay vì 50 tấn như kế hoạch. Cơ trưởng vẫn quyết định cho máy bay hạ cánh xuống Changi. Với trọng lượng như hiện tại, QF-32 sẽ cần một đường băng với độ dài khoảng 4,2 km để hạ cánh. Nhưng đường băng tại Singapore chỉ dài 4 km. Phi hành đoàn vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Không khí căng thẳng bao trùm khắp buồng lái. Các phi công biết rằng chỉ cần một pha hạ cánh lỗi thì thảm họa sẽ xảy ra. A380 không chỉ có hệ thống thổi ngược ở động cơ số 2 và số 3, nhưng động cơ số 2 đã hỏng. Phanh tự động ở lớp cũng được thông báo sẽ không hoạt động. Bây giờ chỉ còn phanh tay hoạt động, nhưng nó chỉ được dùng khi máy bay di chuyển chậm trên mặt đất. Việc dùng phanh tay để giảm tốc độ là vô cùng liều lĩnh, nhưng phi hành đoàn vẫn quyết định đánh đổi. Sân bay Changi đóng cửa tạm thời trong vòng 2 giờ đồng hồ để tập trung cho công tác cứu hộ. Cảnh báo thức tốc vang lên khi máy bay chỉ cách mặt đất khoảng 500 feet. David Evan ngay lập tức cho tăng công suất động cơ. Chiếc A380 đang có dấu hiệu sắp rơi. Phanh tay được thiết lập ở mức tối đa. Chiếc máy bay khổng lồ 2 tầng, 4 động cơ hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Changi, Singapore. Toàn bộ 469 người đều sống sót. Đây cũng là sự cố đầu tiên liên quan đến dòng A380. Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Điều tra cho thấy, một ống dẫn nhiên liệu có đường kính 2cm bên trong động cơ đã bị nứt, gây rò rỉ dầu ra bên ngoài, gây ra vụ nổ. Các mảnh vỡ bắn ra làm hỏng các cảm biến và hệ thống máy tính tê liệt. Một tuần sau sự cố, Cục An toàn Hàng không châu Âu tuyên bố yêu cầu các hãng hàng không đang sử dụng động cơ Rolls-Royce 900 phải kiểm tra lại các động cơ để bảo đảm an toàn. Tất cả 5 thành viên phi hành đoàn trở thành những người hùng khi đã cứu chiếc A380 khỏi thảm họa. Trùng hợp khi đó cũng là thời điểm đánh giá bay định kỳ của cơ trưởng.
Họ được trao tặng nhiều giải thưởng và trở thành một trong số ít người có thể cứu được chiếc máy bay khổng lồ khỏi tử thần. Chiếc A380 sau đó được sửa chữa lại với giá hơn 130 triệu USD.